và góp một phần không nhỏ có ý nghĩa và thành công của ngày hội khóa hôm nay. Chúng ta không thể không nhắc đến những đóng góp nhiệt tình và lớn lao của các bạn trong ban liên lạc khóa 1996-1999 trường cấp 3 Đại Cường chúng ta. Và sau đây, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn thay lời cảm ơn cùng chào đón các bạn lên sân khấu ra mắt các quý thầy cô và toàn thể các bạn trong ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời các bạn lên sân khấu, gồm có các danh sách các bạn như sau: lớp 10A, 12A, xin trân trọng mời bạn Phạm Văn Nhất, bạn Hoàng Quốc Toàn, bạn Nguyễn Thị Duyên. Lớp 12B, xin trân trọng kính mời bạn Đoàn Minh Ngọc, bạn Đoàn Đức Duẩn và bạn Hoàng Tiến Huy. Lớp 12C, xin trân trọng kính mời bạn Bùi Thị Thuyết, Hoàng Văn Thái, bạn Phạm Thị Yên. Lớp 12D, xin trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thị Kim Luyến, bạn Đào Tiến Duy và bạn Lê Tuấn Sơn. Xin trân trọng kính mời các bạn lên sân khấu. Xin mời tất cả các bạn có thể trên lên sân khấu để ra mắt ban liên lạc. Có tay thật lớn để chúc mừng cho ban liên lạc.